Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi một tác phẩm tiểu thuyết Sống qua thời chắp vá của tác giả Minh Đức. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Minh Đức một like, một comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1 sống qua thời chắp vá qua dòng đọc đình duy có vài nhà văn chuyện trò tiếu táo với nhau rằng hiện thời có ba hạng người ứng với ba thứ văn chương đang sẵn bàn đọc thứ nhất xem tất cả ý bề trên lời cấp trên sản phẩm chế độ đều đáng tôn thờ để được yêu và tin thứ hai coi tất cả là đồ đều lộn ngược lại hạ xuống đất tung hê hết cầu có người ghét nhưng sợ tránh như tránh voi thứ ba dừng dưng tất cả ai thờ ai ai đạp ai đó là việc của mấy người không phải việc của ta ra điều mới lạ thức thời nổi tiếng như trẻ con thích băng bóng bay nếu có bà thứ văn chương kể trên quyển sách này may có người đọc có thể bị xếp vào hàng thứ tư hiện thực trăm vá muốn cái gì đáng thờ thờ cái gì đáng bỏ bỏ tưởng là nhẹ gánh nào ngờ đặt xuống nâng lên hóa nặng nợ thêm muốn bay cho sướng thân lại vướng. Nếu bỏ gánh, đích thị thành đứa con mất dạy. Chẳng có đạo nào, nào cầu tín đồ sống không có đức tin. Lại nghĩ trước sau gì cũng một kiếp người. Phần phẩm giá vẫn là cái gốc. Dù thế nào, cũng cố mà giữ lấy. Tâm ý như thế. Trần đất mắt trần, góc nhìn hạn hẹp, vụn vặt. Nên thực tế cuộc sống những năm 80 của thế kỷ 20 này cứ hiện lên như một dòng chảy chậm, quần quanh và bức bối một xí nghiệp thức ăn gia súc tiếp thu từ chế độ cũ máy móc cổ lỗ bên dòng sông chia đôi hai dòng chảy lững lờ con nước đỏ ở miền đông nam bộ cách xứ đạo toàn tòng bắc hà hơn 10 cây số nơi đây có những con người từ trong cuộc chiến trở về gặp lại nhau mang nặng trên lưng quá khứ oanh liệt và thủy chung đức tin an lành và cố chấp đã làm việc tranh đấu chịu đựng và yêu thương nhau để mong được sống hạnh phúc hơn tử tế hơn Trời đã tối một lúc lâu. Phó giám đốc Lê Cường vẫn chưa về nhà. Đó là căn phòng rộng 15 mét vuông nằm ở đầu dãy nhà tập thể của xí nghiệp. Những bóng đèn tròn 75 w chập chờn như phát bệnh xài giật đã bắt đầu ổn định sáng dần. Cuộc sống chật trội của khu nhà tập thể vỡ ra, sôi động. Bọn trẻ con hò hét, đuổi nhau, ném xuống sông đủ thứ đất đá, cây que mà chúng vớn được. Người phụ nữ không có được cái dáng nhẹ nhàng mà tạo hóa thường cho họ ở những thiếu phụ tầm tuổi. Chỉ ngồi trước cửa, nửa như chờ đợi, bồn trồn, nửa rừng dưng thư thái. Đứa con trai chừng hơn 2 tuổi nằm ngủ trong lòng mẹ, đó là Út Huệ, vợ Lê Cường và đứa con trai đầu lòng của vợ chồng anh. Cho đến bây giờ, Út Huệ dịu dàng thời con gái, đã trở nên lầm lì, dễ cáu bẩn. Đôi mắt mở to, phảng phất nét u buồn, đẹp và mơ mộng ngày nào đã trở nên mệt mỏi và chán trường. Là em của Tư Hạnh, Chủ tịch xã Bắc Hà, sau giải phóng lên tình học một lớp đào tạo ngắn ngày về kỹ thuật chăn nuôi của Sở Nông nghiệp, học xong chị được điều về công tác tại xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 này. Những tháng đầu, chị chỉ là nhân viên kỹ thuật bình thường trong phòng kỹ thuật, chất lượng. Dần ra trở thành một trong những cán bộ phân định chất lượng sản phẩm chủ yếu của xí nghiệp, đang là đối tượng tìm hiểu của một cán bộ vật tư cấp tỉnh đã luống tuổi, vợ chết sau hai lần sinh nở khó khăn. Nhưng cô gái ngây thơ, mơn mờn, khi đó đã khước từ tình yêu của ông ta, như vẫn khước từ sự thăm viếng quá mức của người hàng xóm, hay dòm ngó mọi chuyện, và thích dạy bảo. Thế rồi cô gặp Cường, yêu và lấy anh, bất chấp sự càn ngăn và những lời đàm tiếu xung quanh về người thương binh của tay trái, gầy gò, và nhiều khi còn tỏ ra lần thần nữa. Họ chỉ nghe phong phanh rằng anh là con trai độc nhất của một cán bộ quân đội hồi 9 năm đã hy sinh sau Hiệp định Geneva. Ngay cả Lê Cường, những câu chuyện kể về chiến tích của cha mà anh được nghe cũng không hoàn toàn nguyên vẹn và chính xác. Là dân miệt biển ăn sóng nói gió và thoát chết trong một cơn bão lớn trôn vùi cả hơn chục người cùng chiếc thuyền đánh cá mỏng manh giữa khơi xa. Ông đã may mắn thoát chết như thế nào? Mỗi người kể mỗi khác. Càng về sau, càng được thêm thắt ly kỳ. Người ta kể rằng, khi chiếc thuyền bị sóng đánh tan, ông đã vớ được một tấm ván rồi tấp vào một hòn đảo. Hòn đảo đó tên gì, đến bây giờ chỉ có trời mới biết. Người ta kiếm thấy ông và ra sức cứu chữa. Hai ngày sau mới tình hẳn. Có người thì cam đoan ông chẳng giạt vào đâu hết chả là tấm bán ông vớ được khá lớn nên khi biển nặng sóng êm ông đã nằm trên đó người khỏe khoắn tươi tỉnh cho tới khi có tàu ra đón thế mới là người có bản lãnh chứ sau này ông lấy một số tiền của chủ thuyền số tiền ông tuyên bố là xứng đáng với công lao động của ông rồi vào rừng tham gia kháng chiến chuyện này mọi người kể gần như giống nhau có thể coi là gần đúng sự thật ông mang theo cả phong độ ngang tàng hào phóng đó vào các trận đánh can đảm đến liều lĩnh nghe nói ông từng vác mã tấu đuổi sát một sĩ quan pháp trong một trận phục kích tên pháp quay lại rút súng đưa thẳng vào ngực ông bóp cò thế mà ông không chết ông chém chéo một phát trẻ đôi thằng pháp từ bà vai trái sang be sườn phải ông vừa kịp cúi xuống lượm khẩu súng trên lợi phẩm thì một viên đạn bắn lén trượt qua má trái về sau vết thương do viên đạn đó gây nên biến thành một vết thẹo đỏ sẫm trông như một vết dao chém ông bình tĩnh lấy viên đạn thúi bị kẹt trong bầu đạn ra xoay tiếp viên đạn khác lên nòng quay ngang bắt gặp thằng lính pháp vừa bắn ông đang giơ cao khẩu súng trường run dày từ trong một hốc đá trôi ra xin hàng điên tiết ông định bắn thẳng mặt nó một phát nghĩ mà tiếc viên đạn thằng pháp liền hạ phát mũi súng xuống khi thấy ông bước dấn đến trước mặt nhưng lần này nó không kịp bắn đã bị một cú đá như trời giáng hộc máu mồm ngã rụi xuống người ta kể rằng ông từng xung phong đến tận đại bàn doanh của một tướng cướp thuyết phục tướng cướp vốn là một phu cao su nghèo khổ đem toàn bộ vũ khí của cài cướp được cùng đám đàn em đi theo cách mạng trước khi đi có người cản ông nói tôi hiểu những người như thế lắm họ không độc ác như ta tưởng họ không dũng cảm như ta tưởng anh chàng làm tướng cướp đó thực ra cũng chỉ vì bế tắc mà làm thế. Một người từng chặt ngón tay trỏ để khỏi đi lính cho Pháp thì làm tướng thế nào được. Tôi sẽ tới kêu anh ta về với chúng ta. Người ta kể rằng, Chà, những câu chuyện về ông được lưu truyền khá nhiều, được thêm nếm hoặc sáng tác ra 100%, với tất cả niềm tự hào về tinh thần thượng võ, cầu tài, trọng nghĩa, căm thù đến khắc nghiệt bọn thống trị của người dân xứ sở những truyền thuyết về lòng dũng cảm ngang tàng. Hà phóng đến hết mực này, bây giờ chuyện xưa như thế, ít nhắc lại. Những người cùng thời với ông có hoạt động còn sống, hầu hết là cán bộ trung cao cấp trong quân đội hoặc cỡ lãnh đạo cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, thường vì vị trí công tác khiến họ không còn thoải mái cười to trong các cuộc chuyện trò, mọi lời nói của họ bây giờ trở nên dè dặt, bề trên nghiêm chỉnh và cố ý tỏ ra quan trọng mẹ của lê cường nghe nói lại nghe nói mà hình dung ra là người phụ nữ dịu dàng nhỏ bé và có học hồi còn con gái tính cách bà biểu hiện trái ngược tùy theo hoàn cảnh cuộc sống cuộc sống phũ phàng trói buộc bà tỏ ra độc lập và cứng rắn trước tình yêu bà tỏ ra nóng vội cả tin và phụ thuộc Bà bỏ nhà ra đi, cắt đứt cuộc sống trường giả với những nề nếp gia đình cổ hủ, những thói giả trá, đua đòi, gượng gạo, cố theo cổng trào lưu Tây Hóa. Bỏ nhà ra đi, bà vĩnh viễn cắt đứt được cuộc gà ép bà cho một gã làm mật thám cho Pháp, si tình đến đần độn. Gã có nước da trắng bạch, như da tượng gỗ phết sơn trắng, lúc nào cũng lồ lộ cặp mắt kiếng mát to rù sổ, sổ trên bộ mặt trót hãm tài và đều cáng đi kháng chiến, bà bước một bước từ cuộc đời đầy đủ cơm ngon, nhung lụa, sang một cuộc sống thiếu thốn, gian khổ trăm phần. Nhưng bà như lớn bồng lên, hâm hở, tự hồ chút bỏ được gánh nặng. Đi kháng chiến, bà còn có một mục đích rất thực khác là đi tìm một người con trai mà bà Hằng yêu mến. Người nữ y tá ấy chưa gặp được người yêu, nhưng cô lại ở gần, và dần cảm mến người đại đội trưởng thuộc bộ đội khu miền Đông, to con, bộc trực, can đảm đến liều lĩnh. Anh ta ngỏ lời yêu cô, thẳng thắn, không quanh co, khiến cô đỏ bừng mặt, bối rối, trả lời, trả rõ ràng gì cả. Trước một trận đánh, bên bờ sông Đồng Nai nước trong vắt, nhìn rõ từng cặp cá cắn đuôi nhau đùa dẫn, những chú tôm nằm im lìm trên tầng lá rụng, những con cua yếm mấp đầy trứng, khệnh khạng bò qua phiến đá xám. Đoạn dưới kia, con thác lớn chảy qua những bậc đá vọng dì dầm lời than thở, của một người con gái kể về tình yêu nhớ nhung từ xa xưa và còn kéo dài đến muôn thuở theo truyền thuyết. Trời lãng đãng những tảng mây trắng như bông, tiếng chim rộn rã thiết tha trên vòm lá rừng xanh biếc. Bất chợt con chim gì đó bay vút lên, kêu thảng thốt giữa không trung. Út Liên, tên người nữ y tá ấy úp mặt vào vừng ngực rộng mạnh mẽ của người con trai. Họ hiểu nhau hơn, tình yêu và ham muốn ập đến mãnh liệt và thiêng liêng. Một đám cỏ non bị đè nát, thơm ngào ngạt. Phía bìa rừng móc Chiê của Pháp câu tới, nổ ầm ầm, trói giật, lá cây đổ ào ào như gặp bão. Sau đó, sự việc nữ y tá út liên có thai gần 3 tháng với đại đội trưởng Hai Hùng làm xôn xao toàn đơn vị. Nhiều chiến sĩ nhìn người chỉ huy của mình thiếu hẳn về kính trọng, còn út liên được gắn luôn cho tư tưởng tiểu tư sản, ảnh hưởng lối sống bừa bãi của thành thị bị tạm chiếm. Cái thai đã bắt đầu cựa mạnh và nỗi lo sợ khi nút lên gầy dọc hẳn đi. Hai mắt quầng thâm, mỗi miếng ăn, một miếng nghẹt. Hai hùng báo cáo cấp trên và chi bộ đảng xin tổ chức lễ cưới. Lập tức anh bị kiềm thảo nặng. Giữa cuộc họp, anh nói Út Liên có điều gì không tốt? Chúng tôi yêu nhau không giấu giếm ai cả. Ra trận chúng tôi không phải kẻ sợ chết mà bỏ chạy. Điều đó mới đáng sợ. Tôi sắp có con. Thế đấy, Tôi không phải đa kẻ hen nhét ăn nốc đồ vò đâu. Trên đó được báo cáo lên tư lệnh khu, ông xuống tận đơn vị của Hai Hùng, dù lúc đó tình hình chiến trường rất khẩn trương căng thẳng, đi cùng với ông có một chiến sĩ bảo vệ khoác ba lô đựng đầy bánh kẹo, đồ hộp pháp chính hiệu, hàng chiến lợi phẩm và một sĩ quan hậu cần cũng chạc tuổi ông, cỡ hơn 40. Ông nói với các cán bộ chỉ huy ra đón, các ông thật rỡ rần và vui vẻ vỗ vai Hai Hùng, "Tôi có mang được ít thực phẩm Tôi sẽ ở lại dự nếu cậu đồng ý tổ chức cưới ngay bữa này. Cậu kém tôi đến chục tuổi chứ ít gì, thế mà cậu sắp được lên chức cha hơn tôi một bậc. Trước khi trở về sở chỉ huy, vị tư lệnh nói với Út Liên. Dẫu thế nào, em cũng không được giảm sút ý chí chiến đấu đấy nha. Hai Hùng là một chàng trai tốt, một mẫu người hiếm có, chúc em vui vẻ hạnh phúc. Hai giọt nước mắt rơi nhanh và đứng lại trên gò má xanh sao của Út Liên. Chị nghẹn ngào nói, chỉ vì anh thay đổi tên anh tha lỗi cho em. Chỉ quay mặt đi, tránh cái nhìn độ lượng bao dung của tư lệnh. Người tư lệnh, vị tướng đó sau này chính là người cha nuôi đáng kính của Lê Cường. Kết thúc của kháng chiến chống Pháp, ông Gia Bắc cùng đứa con nuôi 3 tuổi ốm nhách do biến chứng của bệnh ban đỏ. Ông coi Cường như đứa con đầu lòng vậy. Ông lấy vợ, bà vợ ông cũng rất thương yêu Cường. Nhưng ông không bao giờ tỏ ra muốn giành giật tình yêu của Cường về phía mình đối với người đã mất trong lời nói và cử chỉ của ông cha đẻ của anh luôn hiện lên như một anh hùng có điều ông ít kể cho cường nghe về má anh có lần cường hỏi ông miễn cưỡng trả lời má con sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng có cảm tình với cách mạng với kháng chiến trong một chuyến đi tài thương má con bị địch phục kích khi đó con chưa đầy ba tuổi và cuộc kháng chiến chống pháp cũng sắp kết thúc cường lớn lên trong tình thương yêu hết mực của vợ ông và các con ông trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều khi ông còn tỏ ra quan tâm, săn sóc Cường hơn cả con đẻ. Cường học hết cấp 3, ông đã vội gời gắn manh sang Viện Quy hoạch Kinh tế Hà Nội. Mọi người vui vẻ hứa giúp đỡ cho Cường nhanh chóng có được vị trí ổn định, bình an, học tiếp lên đại học. Bất ngờ, Cường vượt khỏi đôi tay nâng đỡ của ông. Đôi tay có đủ sức mạnh, uy tín, đặt anh vào chỗ nhàn nhã, và không mấy khó khăn để thành đạt. Anh xin nhập ngũ, trở thành một người lính trinh sát bình thường. Năm 1976, nhận được thư của cha nuôi, Cường xin phép quân y viện về Sài Gòn ngay. Cường nhấn chuông đến lần thứ ba, ngôi biệt thự ba tầng ở đường Phan Đình Phùng mới nghe tiếng chân người ra mở cổng. Mảnh tôn nhỏ bằng quyền bờ học trò ở góc cổng sắt được lật lên. Một bà đứng tuổi, thấp, khuôn mặt dài, nước da như bị ám khói, vàng ạch, đôi mắt lèm nhèm, nhẫn nhục và sợ hãi, nhón chân ngó ra nói. Ông bà và các cô cậu chủ không có ai ở nhà Cậu có cần chi để tôi chở ông chủ về thư lại với ông Cường không thể hiểu nổi Không thể tin đến chính là nhà ông cậu Anh mẹ Một gia đình có cảm tình với cách mạng Đã che giấu cha nuôi anh hơn 20 năm về trước Anh hỏi Đây có phải nhà ông Huỳnh Quang Sơn Người đàn bà đứng trong cửa sắt sợ sệt trả lời Phải thưa cậu Thôi chào bà Cường quả quyết bước đi Người đàn bà hỏi với theo giọng khẩn cầu Thế cậu không nhắn lại gì ông chủ tôi? Xin cậu nhắn lại một lời. Xin cậu thương, tôi chỉ là thân phận kẻ ở. Cánh cổng được hé mở vừa đủ lọt thân người đàn bà thoát ra ngoài. Cường quay lại, chợt hiểu và thích thương bà ta. Bà khỏi lo, bà sẽ làm tròn bổn phận. Tôi có mấy lời nhắn lại với ông chủ của bà rằng tôi là cháu của ông ta đây. Cháu của ông chủ nhà bà là con của em gái ông ta đã chết ở trên khu. Cường khoác ba đồ, chiếc ba lô nhẹ tênh, đựng một bộ quân phục, 2 kg lô trôm trôm mua làm quà, tạt vào một quán giải khát có biển được dựng bằng tôn xám ở góc ngã tư bà huyện Thanh Quan, Phan Đình Phùng. Dòng chữ được viết trên biển, giải khát dân lành, khá cầu kỳ với những nét chữ màu trắng quấn xoắn vào nhau. Bàn ghế kê lấn cả ra hẻ phố. Dưới gấp một cây me lớn, ba bốn cảnh được buộc dây, kéo ghi, thấp hàn xuống, làm thành tán tre lòa xòa ngay trên đầu khách cửa ngồi xuống trước ghế của chiếc bàn còn trống ở dãy ngoài cùng. Đặt ba lô xuống bên cạnh, bà chủ quán cỡ chừng 50 tuổi, mặt phúc hậu, bước tới hỏi. Cậu dùng chi? Bà cho ly sữa nóng. Cậu dùng thêm bánh mì nha. Một đứa đàn ông uống cà phê ở bàn bên liền ngẩng lên. Bộ đồi lấy tiền đâu mà bà cứ gạ gẫm mãi thế? Lại còn bánh mì nữa. Bánh mì kẹp thịt quyết bơ. Thế là của ngoại, của Mỹ rồi bà còn mê ăn bánh mì là còn tư tưởng lệ thuộc còn yêu mỹ không biết sợ hả bà chủ quán nói âm điệu cái mồm chắc muốn gây sự để được đi cải tạo hả gã đàn ông cười gằn cứ <laughs> Cư việc đây chẳng còn gì mà phải sợ cốt mỗi sáng cho ly cà phê đen đây đâu phải là tư sản tư chết gì quốc gia hay giải phóng đây cứ sống vậy thằng nghèo bao giờ cũng tự do cường quay lại máu nóng chạy dần dần trên thái dương bà chủ vội nói cậu đừng chấp ông ta là văn sĩ cũ ở trong này không hiểu sao giờ phát điên phát khùng cũng là cái tội viết tách láo lếu mãi đến lúc trời đất cũng phải bắt tội thôi nhưng cường vừa cầm ly sữa lên chưa kịp uống thì lại một gã cụt chân chống nạn bước tới gã mặc chiếc áo lính ngụy cũ rách tả bộ mặt đen đúa hai con mắt sâu độc ác và phàn trá ông anh hãy biết thương kẻ tàn phế này gã ăn xin nhưng không rên gì yếu đuối mà với giọng rõ ràng khô lạnh như gian lệnh Cường để ly rượu xuống bàn toan đứng dậy. Cũng là lúc gã kia nhận ra cánh tay cột của anh. Gã kẽ nhếch mép cười. Xin lỗi ông anh, tôi không nhận ra ông anh cùng thành ngộ. Rốt cuộc thì chúng tôi đã thua. Mấy thằng tướng buôn lậu thì giỏi, đánh trận thì ngu như bò. Cả ông đã chiến thắng, chiến thắng xứng đáng. Thời thế đã đổi thay, ông anh có còn niềm tự hào. Và lại mất tay, còn có thể mần ăn được. Còn tôi, trên hữu bỏ qua nha. Gã phế binh ngụy lết sang bàn khác cường ngán ngờ muốn bỏ đi ngay tức khắc chà tiếp thu một cái xã hội thật hỗn tạp với những nhân cách bệnh hoạn bỗng một tiếng kêu như bắt được của ông chủ cậu ấy kia trời đất ơi trả trách tôi với ông chủ chạy đi tìm tới mấy nhà hàng lớn không thấy đâu ba người ở một cô con gái chừng 15, 16 tuổi và ông Huỳnh Quang Sơn bước tới. Đúng là ông ta. Cường xác định được ngay. Nhưng hắc cảm chưa tan. Anh vẫn ngồi trên ghế im lặng tất cả khách trong quán đều đổ dồn nhìn về phía anh bên kia đường viện thẩm mỹ có bảng hiệu kẻ thật lớn thẩm mỹ viện cẩm thạch bằng hai thứ tiếng việt mỹ và tấm tranh vẽ quảng cáo ba khuôn mặt của cùng một phụ nữ từ lúc da còn nhăn nheo xù xì trứng cá tới lúc lớp da xấu xí đó được bóc dần thành từng búi ở khe mũi và cuối cùng là một khuôn mặt trắng trẻo tươi cười mãn nguyện với hàng chữ biết nổi chạy chéo qua lột ra mặt bảo đảm những bà giờ đây vẫn còn dư ăn dư mặc đang ngồi chờ đến lượt mình được sửa sang sắc đẹp giờ đây chắc các bà đã biết chắc chẳng có ai rút móng chân móng tay chét đất lên mặt như sự đồn đài ở những ngày đầu tiên giải phóng đều cùng chạy cả ra cửa ngó qua ông huỳnh quang sơn sau một phút ngỡ ngàng trước cánh tay cột và cách ăn mặc có vẻ cầu thả cùng chiếc ba lô lép kẹp để dưới chân cường ông hỏi anh là con trai của Út Liên. Phải, bố tôi có nói ông đã viết thư và nhắn. Ông Huỳnh Quang Sơn kêu lên như nói với tất cả mọi người. Đúng rồi, cậu có viết thư cho ba cháu. Cậu mong từng ngày, cả ông các bà xem đó, nó là con trai của em gái tôi, là con của một vị tướng cách mạng. Rồi ông chỉ trước ba nô của Cường, dục dã bà người ở, bà còn đứng đó làm gì? Ông lại chỉ sang cô gái nói với Cường, đây là con út của cậu, nó còn ít tuổi nhưng là bề trị, Thôi, ta về đi các con. Cường có cảm giác như rơi vào cảnh của một vở kịch lố bịch. Anh đứng dậy trả tiền ly sữa, bà chủ quán bội xua tay. Khỏi cậu, đáng gì ly sữa lãng nhách ấy. Của lớn năm bao nhiêu chúng tôi cũng trả tiếc nữa là ai chơi chỗ gia đình tôi với ông Huỳnh Quang Sơn còn thân thiết lắm. Cũng tại không biết cậu từ trước, con tướng mà cậu hiền lành giản dị quá à. Cường theo ông Huỳnh Quang Sơn bước nhanh ra đường cô con gái giành lấy chiếc ba lô trên tay bà người ở. Nét mặt còn trẻ con của cô dạng dỡ niềm tự hào không giấu giếm. Đằng sau vẫn là tiếng bà chủ quán nói bô bô. Ông được cái số, thời nào gia đình cũng có người làm lớn, cũng có thần tài phù trợ. Bên thẩm mỹ viện, một giọng của một bà cũng đang cất lên đồng đành về hiểu biết. Thời nào cũng vậy các bà nhỉ. Ông của em dễ làm tướng cách mạng nên đợt kiềm kê vừa rồi đố có ai dám động đến lông chân. Nghe nói trước đây ông vẫn gửi tiền của ra rừng cho bền gọi là ủng hộ ngầm cách mạng giải phóng. Người khôn ngoan như thế ở đời ít lắm, họ chẳng bao giờ chịu trắng tay như mình đâu. Bữa đó, Cường bước vào gia đình người cậu ruột với tâm trạng của người nửa như bị bắt buộc, nửa như muốn khám phá tìm hiểu. Bản đề của cánh cờ sắt rít lên ken két, nó được kéo lật vào trong sân 90 độ, và cả ngày không phải riêng gì khép lại nữa, kẻ nào hay dòm ngó qua khe hở của cái cửa sắt đóng kín như bưng kể từ phút này hãy coi chừng nhé hãy coi chừng cái gia đình có máu mủ ruột già với người vợ liệt sĩ của một vị tướng cách mạng với đứa cháu là chiến binh quân giải phóng bà vợ ông chủ mặc một bộ đồ bằng lụa màu hồng dệt nổi những bông trắng to tựa như bông sứ từ trong phòng khách của tầng trệt ngôi biệt thự ba lầu đó bước ra bà thờ hồn hển cái chứng bệnh hay chóng mặt của người huyết áp cao do thừa máu và nhàn nhã. Tuy vậy bà vẫn đủ sức đưa hai tay mũm mĩm như tay tượng, quệt lên khóe mắt ươn ướt nước. Cặp môi giày son màu hồng sậm, một loại son đúng mốt chuyên dùng cho người đứng tuổi, uốn éo thật khéo và xúc động. Tôi đã biểu ông thế nào chú cũng tới. Anh em hoạn nạn bò nhau sao đặng. Trời ơi, cháu ăn mặc loảng xoảng thế này ư. Ừ, chắc ba cháu chí công vô tư lắm lắm. Vào nhà đi cháu. Tôi là xin suốt đời nguyên rủa chiến tranh chiến tranh đã cướp đi một đứa em thân thiết, cướp đi cả cánh tay của cháu. Cường im lặng, ông Huỳnh Quang Sơn khẽ nhắc vợ, để cho cháu nó nghỉ ngơi đã nào, không kéo bà hết cả hơi, hết cả chuyện mà kể lệ. Bà vợ thở hắt ra, ông này kỳ thiệt, tôi đã hỏi cháu nó gì nào. Người con trai ông Huỳnh Quang Sơn từ lầu bước xuống phòng khách, anh dừng lại ở bậc cầu thang cuối cùng một lúc lâu. Không vồn vã như cha mẹ và em gái anh tỏ ra rừng rưng trước việc cường tới. Anh bận đồ trình tề, áo vét, thắt caravat, bận đôi giày da đen, đầu chải mướt. Nếu thêm bông hoa cài trước ngực áo, dễ trông anh chẳng khác mấy một trang dề chuẩn bị tới phòng cưới. Chào chú, anh ta chào cường, nói tiếp luôn. Tôi có việc phải đi bây giờ, nếu chú muốn chúng ta còn nhiều dịp làm quen. Bà má tôi coi bà má chú là niềm hy vọng lớn, tôi không có dính dáng gì tới chuyện đó cả tôi không phải là con buôn tôi là một người làm khoa học tôi chỉ mong tiếp tục được làm việc được phụng sự cho đất nước đau thương của chúng ta một cách đường hoàng ưu ái song khoa học cũng không có biên giới mà thành công của nó đều có ý nghĩa về toàn nhân loại cường ngắt lời anh tôi không hiểu anh định nói gì mọi người ở đây đều khó hiểu tôi có linh cảm mình đang bị biến thành con tin nhà khoa học bỗng khoát tay lớn. cười lớn ha ha cha tôi mê chú mất thôi tôi mê những người thẳng như chú chú nói đúng chú là một người lính bà ma chú cũng là những người lính người lính cần có một trận tuyến lý tưởng và lòng căm thù trong cuộc chiến vừa qua cộng sản đã xác định rõ điều đó và đã chiến thắng ông huỳnh quang sơn vội kéo cơ ngồi xuống sàn lông cháu cứ ngồi nghỉ đây là huỳnh quang sinh con trai của cậu nó là tiến sĩ hóa vừa tốt nghiệp bên mỹ trở về thì giải phóng nó đang bất đắc chí đầu óc nó chỉ biết chứa đầy những chất béo chất đạm những công thức chế biến thực phẩm và những phản ứng hóa học huỳnh quang sinh nói biết cha nhưng không bớt phần diễu cợt Bà chưa nói hết, hoặc bà không muốn nói rằng con còn hiểu vàng của ba là thứ kim loại rất khó có phản ứng hóa học xảy ra làm biến chất. Nó trở thành sức mạnh khó bị đánh bại là vì thế. Không một thứ lý tưởng nào làm gì xét được vàng kim cương. Bà đã từng chứng minh được điều đó, và giờ đây bà định chứng minh một lần nữa. Hãy bức nhanh đi. Ông Huỳnh Quang Sơn tỏ ra nghiêm khắc với đầy đủ uy quyền của người cha, của ông chủ, dù rằng từ lâu cái uy quyền đó không còn mấy sức nặng đối với con cái nữa. Thì con sẽ đi ngay thôi, ba khỏi lo, ở nhà con chịu xoa nổi cảnh này. Cái vở hài kịch do những tên tư sản đáng tội chết sắm vai con cần xem để làm gì. Bà mẹ thở dài. À, chả còn đồng cứ rát mặt nhau là gây sự. Không sợ cháu nó cười cho. À, mà cháu tên gì nhỉ? Choang. Cô con gái vấp cái ban của Cường do chính tay cô để đó ngã quỳ xuống. Một chiếc quốc màu trắng nhạt văng ra. Mấy ly nước sinh tố trên khay cô ta đang bưng rơi xuống nền gạch bông vỡ tan. Bà mẹ kêu lên. Trời ơi, cái gì thế này? Lê Cường đỡ cô gái dậy. Ba người ở vừa thu dọn miếng vỡ vừa phân trần. Tôi đã nói cô cứ để tôi làm. Cũng tại cái ba lô của cậu. Cô gái đỏ mặt. Tại ba má, tại anh hai. Lại thế nữa, ông Huỳnh Quang Sơn lầm bẩm Thấy ba má anh hai cãi nhau hoài. Trước mặt con ngượng còn không chú ý cái ba lô. Huỳnh Quang Sinh nói. Cũng tại em gái của anh lấy cái sung sướng, cái xúc động của ba má. Vui thế là cùng, hai kịch thế là cùng. <laughs> đúng là một trò cười lê cường thoáng nghĩ sao má mình lại sinh ra trong một gia đình thế này nhỉ chiếc đồng hồ treo tường thông tả ngân lên 11 tiếng chuông kim giờ đã đứng im ở số 11, nhưng kim phút còn lắc đi lắc lại ở cái số 12 một chập nữa mới dừng lại cái đồng hồ ở trong nhà này cũng kỳ lạ và khó hiểu như những người đang sống cùng với nó huỳnh quang sinh đi ra cửa từ lúc nào tiếng ô tô từ trong nhà xe rồ lên Ông Nguyễn Quang Sơn nói gì đó với bà người ở rồi quay qua cường. Cháu không phiền lòng về cậu chứ. Từ ngày giải phóng, hết thảy mọi gia đình trong thành phố này đều đào lộn, nếp sống thường nhật. Có lẽ cháu cũng phải đi tắm cho tỉnh táo. Mọi khi giờ này tới bữa cơm trưa rồi đó. Cường thấy cần bình tĩnh và lần đầu tiên anh xử sự khác hẳn bản tính của mình. Anh muốn hiểu thêm về má anh, về người đã sinh ra anh và người cha nuôi kính trọng của anh. Dưới vòi nước hoa sen chưa mở khóa, anh nghĩ, không biết sự việc sẽ dẫn đến đâu, ta rằng đừng biết còn hơn. Anh mở khóa nước và khẽ dùng mình khi nước mắt lạnh từ trên vòi hoa sen tới xuống. Bữa ăn trưa khá thỉnh soạn, có lẽ chẳng khác chi bữa tiệc của một gia đình bậc trung ở các thành phố trước giải phóng được coi là dễ kiếm tiền này. Chỉ cần biết xoay sở, liều lĩnh, dám làm, bất chấp mọi thứ luân lý của người đời. Cường uống cạn ly rượu, tay tránh hiệu, như một người thực sự vui vẻ, anh nói Bữa nay tưởng phải quay về đơn vị sớm Tính tôi không muốn vào bất kể nhà ai Khi cánh cửa không mở rộng Ông Huỳnh Quang Sơn cười lục bục trong cổ Nuốt vội miếng trà lụa tươi giói Bỏ trái cà chua đỏ mọng vừa cầm trên tay xuống mâm Nói Cũng tại cầu dặn bà Hồng đây Ông chỉ bà người ở đang hăng hái Xếp thêm món trứng luộc bắc thảo xanh đen Có vân như là gân lá Vào một cái đĩa trên bàn ăn Cậu dặn là bữa nay cậu không muốn tiếp ai cả Ngoài trừ có ba cháu tìm đến Cậu đâu biết mình là còn Diễm Phúc có một đứa cháu Má cháu mất Cậu có được tin Nhưng không biết nó còn để lại trên đời một đứa con Ba cháu thì tệ quá Mấy chục năm nín khe Cấm có cho cậu biết Mày, Vừa rồi cậu có xem báo Cậu thường xuyên xem nhật báo nhân dân Thấy cái tên bà cháu đã là tướng Đang đi thị sát một đơn vị quân đội tận ngoài hải đảo Chà Thấy cái tên Trần Trung Kiên Là cậu mừng hết chỗ nói Hóa ra ba cháu còn sống thế là cậu còn có anh có em cứ theo chức danh của ba sáu cậu viết thư ra tận Hà Nội cậu hỏi ông ngừng lại một lát tập một ngụm rượu xong lại nói liền một mạch sôi nổi mà du dương trôi chảy tựa hồ như cầm giấy mà đọc vậy cậu hỏi thiếu tướng có còn nhớ người đã nuôi nấng giúp đỡ những ngày thiếu tướng bị kẹt ở Sài Gòn năm 1946 không và đứa em gái thân thiết của người ấy đã phải lòng thiếu tướng như thế nào nó đã bỏ nhà chạy ra chiến khu kháng Pháp nó lấy chồng, tôi biết. Chồng nó là ai? Nó không một lời nhăm nhe cho tôi. Nhưng tôi biết nó đã tìm được chú ở trong. Ngày đó bên kháng chiến vẫn bí mật về thành quyên góp của cải, tiền bạc và tôi là người rất nhiệt thành ủng hộ. Sau này biết em gái tôi bị giết, tôi cũng bật tin luôn về chú. Mấy chục năm qua, tôi vẫn luôn nhớ thương tới chú nhiều lắm chú kia à. Thế mà bây giờ nói ra chẳng thể ai tin. Họ định xếp tôi vào loại tư sản phản động như các ông chuyên bao thầu nhập dầu xăng. Dây thép gai, phục vụ cho quân đội đánh lại cách mạng nào có gì đâu tôi chỉ có cái tiệm vàng nho nhỏ chợ bến thành ngay bữa đổi tiền mới tôi cũng không có lấy một triệu bạc tiền cũ tôi mà là kẻ thù của chú à chú nghĩ coi vậy có phải không cầu mong chú hãy bảo thăm tôi lấy một chốc một lát chứng nhận cho tôi lấy một chữ rằng tôi không phải là diện người phải thải bỏ tịch biên gia tài dẫu bây giờ thiếu tướng đã có vợ khác ông ta dừng lại nhón tay lấy một lát hột vịt bắc thảo trước khi đưa lên miệng nói tiếp ấy là khi khi đó cậu nghĩ có lẽ bà cháu đã có vợ khác. Hai bà vợ khác cũng nên. Thôi, chuyện đó để thư thả hay hay. Ăn xong cậu còn phải đưa cháu đi thăm nhà cửa, xem cái tiệm vàng nửa đóng nửa mở của cậu ở chợ Biến Thành. Thăm bạn bè, chào hỏi mấy cậu ở chính quyền cách mạng phường. Chắc cháu ở lại với cậu mờ anh chị được mấy bữa chứ. Bỗng bà vợ kêu lên. Ê, ê chết, cháu làm sao thế? Hai cháu say, say thì đi nghỉ chút xíu. Bà Hồng. Cường vội lấy tay đè lên ngực, đời trái tim đang rội lên. Không sao cả, tôi hơi bị xúc động. Thế vậy cô con gái cười góp chuyện. Còn thấy mấy ông bộ đội chả mấy ai biết uống rượu, chỉ tí xíu là đỏ mặt tía tai. Trả bộ cho mấy ông lính của mình trong này, cứ gọi là vô hàng lít, rượu và gái, thua là phải lắm. Mọi người cười ồ, riêng cường không thể cười được. Cô con gái như được khuyến khích, nói tiếp sang một chủ đề khác. Bữa con đi với anh hai, đến rồi đám sinh nhật bạn anh ấy, có một chàng thanh niên cứ theo con hỏi hoài, tức cười quá đi mất. con mới bảo chàng ta rằng muốn mê tôi rồi hẳn nhưng tôi chẳng bao giờ để mắt tới người lúc nào cũng say bét nhè bằng cái thứ rượu đế như các anh đâu thế là chàng ta đỏ mặt chuôn thẳng ba mẹ liền mắng còn là nói chi kỳ vậy 15-16 tuổi chứ còn nhỏ nhít gì bữa ăn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ tiếng còi ô tô toe tét ngoài cổng Huỳnh Quang Sinh đã về anh lái xe thẳng vào nhà và sầm sập bước lên nhà anh tuyên bố tôi và mấy người bạn đã ghi tên sinh hoạt trong hội trí thức yêu nước thành phố hội do giáo tác sư Nguyễn Văn Thới làm chủ tịch, một con người hoàn toàn có thể tin được. Chiều hôm đó, Cường trở về quân y viện. Huỳnh Quang Sinh muốn lái xe đưa anh về tận đơn vị, nhưng Cường buông một câu cọc lớp Khỏi cần, anh hai. Huỳnh Quang Sinh cũng trả lời ngay. Chú Cường này, những người cộng sản như thú tôi tin. Nhưng cầu xin chú bảo lãnh cho tôi một điều thì không bao giờ. Và lại tôi cũng chả muốn mệt mình vì ai cả. Tôi muốn đưa chú đi. Chị Hít cũng ra tới bến xe đỏ vì tôi muốn nói chuyện với chú. Thế thôi. Nói thế nhưng suốt đoạn đường ra bến xe Huỳnh Quang Sinh không nói với Cường một lời nào cả Đến bến, anh dừng xe Quay lại nói Tới giờ đó, chú xuống đi Anh định nói với tôi điều gì, sao không Cũng chẳng có chuyện gì đâu, chú ạ à. Tôi chỉ muốn hỏi rằng Chú có đúng là con cô Út Liên không Phải, sao anh lại hỏi thế Có là con của tướng Trần Trung Kiên không Có thể là đúng Đúng chứ sao lại có thể gọi là đúng được Cường trồm dậy, anh hỏi thế làm quái gì Làm quái gì hả Tôi muốn biết Tại sao chú không dám nhận tiền, đồng hồ, vài vóc mà ba má tôi biếu chú? Không dám ký đơn xin xác nhận của ba má tôi để được xác định đúng là gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ. Tôi không cần. Tôi không muốn biến mình thành một kẻ ăn xin, thành một kẻ cho người khác làm lá chắn. Cái chết của má tôi không phải để các người trương lên trang trí, các người có công với cách mạng ư. Tôi không tin. Huỳnh Quang Sinh cũng quay hẳn người lại. Chú đã xử sự đúng. Tôi không muốn lừa dối ai, Hai mươi năm qua, ba má tôi nguyền rùa cách mạng. Nguyền rùa ba má chú như thế nào, tôi đều biết cả. Những việc làm của ba má tôi khiến tôi xấu hổ hết muốn ngẩng đầu nhìn mặt bạn hữu. Bản thân tôi cũng từng không hưa gì. Ngay bây giờ tôi cũng còn nhiều điều chưa phục, còn nhiều điều nghi ngại. Nhưng có cần chi phải giấu giếm quá khứ của mình, phải không chú? Có chết cũng phải chết cho trung thực. Chú bỏ qua những gì tôi cư xử không phải ngày hôm nay nhé. Đất nước còn, tôi còn gặp chú. Lý tưởng của tôi là phục vụ khoa học. Thôi, chú xuống đi, chú chú luôn mạnh giỏi những người như chú chúng tôi hoàn toàn có thể tin được cho như mấy cha bữa vào kiểm tra tài sản gia đình tôi bà tôi chỉ đưa ra một cây vàng dưới vào tay họ là ông đã yên trí ký nhận biên bản lần thứ nhất với số tài sản chẳng đáng là bao so với sự thực cường sách ba lô nhảy xuống xe trước khi đi thẳng quay lại nói bà tôi đã chết chú nói sao như thế tướng trần trung kiên không phải là cha đẻ của chú à phải đó là cha nuôi tôi huỳnh quang sinh nói to tôi cũng đã đoán biết thiệt lòng tôi kính phục chú tôi rất mong được gặp lại chú một chiếc xích lô máy suýt tông vào cường anh kịp nhảy tránh ra bên đường ống xả của chiếc xích lô phun ra một đám khói hắt vào mặt anh khét lẹt mùi dầu chưa cháy hết lê cường không thuộc lớp cán bộ về xí nghiệp thức ăn gia súc của tỉnh này ngay từ ngày đầu mới xây dựng hơn 3 năm về trước anh còn là một thương binh có quyết định chuyển ngành tìm đến ti thương binh xã hội để được giới thiệu một việc làm trưởng phòng tổ chức của ty thương minh xã hội là một ông già to con cái to con của khổ xương chứ không phải của sự béo tốt ông cầm giấy giới thiệu của lê cường xem rất lâu có lẽ ông ta phải đánh vần từng chữ sau đó phải ghép các chữ lại với nhau thành câu từ câu suy một hồi mới ra nội dung của nó cường đâm bực giấy giới thiệu của tôi là giấy giả chắc ông trưởng phòng đặt tấm giấy xuống bàn ngẩng lên ngó chăm chăm mặt cường cặp kính lão màu sậm trông tối om ông buông ra từng lời chậm và rời rạc chúng tôi đã nhận được chỉ thị từ cơ quan tham mưu của thiếu tướng chúng tôi vẫn đang chờ anh tới đồng chí lê cường ạ à, mắt tôi hỏng nặng lắm và thiệt tôi cũng không ngờ xin lỗi đồng chí tôi không biết điều đồng chí vừa nói không sao ngày một ngày hai gì tôi cũng phải nghỉ thôi cố gắng mãi cũng chẳng thoát được cái thân phận thuyền nát ngáng sông không kéo lại là có tội ở đây phải ở tỉnh này, nhiều người biết về ba anh lắm, nhưng chúng tôi sẽ cho người đưa anh xuống xã, nơi ba anh đã hy sinh. Cậu chủ tịch xã đó là người... Ông trưởng phòng đứng dậy, giọng ông run run, vẫn chậm nhưng không rời rạc, nó vang lên đều đều cái tiếng nói của quá khứ đầy kỷ niệm. Đã lâu người ta ít nhắc tới ba anh nữa, có lần người ta xét đề nghị truy tặng anh hùng cho ba anh, nhưng lần lửa mãi. Bây giờ thì có người nói đã hết thời gian tính rồi. Nhưng với tôi, 20 năm nay, anh hai hùng ba của anh vẫn không vắng mặt trong cuộc sống tôi vẫn nhắc đến ba anh một thằng tướng cướp như tôi nếu không có hai hùng thì cường kêu lên chú ba cao su chú còn sống ư ông trưởng phòng bước tới như một người cha ông ôm trầm lấy cường còn sống sao không ai kể cho cháu biết về chú vậy ba cháu ờ à, thiếu tướng ông ta là người hiếm có trên đời khi ba cháu và các chú ở lại trong này, cháu mới ba tuổi đầu, ông đã đem cả cháu ra ngoài tập kết. một con người tình nghĩa, vẹn tròn như thiếu tướng, chú mới thấy có một trên đời. má cháu từng yêu ông ấy, đi tìm ông bằng cách tham gia kháng chiến, nhưng chưa gặp ông thì má cháu gặp hai hùng, một con người cũng chỉ có một trên đời thôi, cháu à. được tin thiếu tướng lúc ấy đã là tư lệnh quân khu đến tìm ngay, ông vui vẻ giữa đám cưới của má cháu. Lúc đó các chú cũng chưa biết chuyện giữa ông và má cháu. Ơi, à, cháu lớn rồi, chú nói để cháu hiểu. Lúc đó nếu không có ông, chắc ba má cháu bị kỷ luật nặng, chơ chẳng chơi. Tình yêu nó thiêng liêng lắm, nó không có tội. Thế nhưng thời kỳ đó, anh em không hiểu như vậy đâu. Toàn nông dân phong kiến đầy đầu mà. Việc má cháu có thai cháu ba tháng trong bụng trước ngày cưới, chẳng khác gì, có khi còn mang tai mang tiếng hơn là hèn nhát, là phản bội, là đầu hàng giặc kia. Chuông điện thoại trên bàn làm việc kêu vang. Cô thư ký từ phòng ngoài bước vào. Ông trưởng phòng buông cường ra và đẩy anh về phía trước ghế dựa cuối phòng. Cháu ngồi xuống kia. Bà má cháu là như vậy đó. Cháu xứng đáng. Mọi nguyện vọng của cháu sẽ được đáp ứng. Con của hai hùng chắc không làm cho bọn chú phải hồ thẹn. Chuông điện thoại réo đến hồi thứ năm. Cô thư ký bước lại cầm ống nghe. Bỗng có tiếng người nào đó ở phòng ngoài nói to quyết định nào giảm số lượng đường sữa của thương binh quyết định nào đưa coi tôi đòi hỏi quyền lợi của nhà nước chứ không đi xin tiền bạc của các đồng chí trong phòng cô thư ký cầm ống nghe trên tay quay lại khẽ nói bên kế hoạch kêu chú ba ông trưởng phòng cầm máy điện thoại tôi đây anh bảy đó hả ưu tiên số một đó không được đâu nếu vậy tôi phải qua bàn với mấy anh bên kế hoạch anh bảy hiểu cho tôi không muốn để cháu nó buồn vì mình tôi phải tạo cho nó một điều kiện thuận lợi bằng không Tôi sẽ để cháu nó ở chỗ tôi. Nó sẽ thay thế tôi. Thiệt vậy, nếu là người khác, thằng già này không chịu đứng lên đâu. Ông cúp máy điện thoại, nói với Cường. Chú đang bàn về công tác sắp tới của cháu đây, nhưng bên họ định xin cháu sang làm tổ chức ở xí nghiệp cắm heo. Ơi, cháu khỏi lo. Chú sẽ không để cháu phải buồn vì chuyện này đâu. Chiều nay, chú sẽ cùng cháu đi xuống Bắc Hà, thắp nén nhang cho ba cháu. Đợt tới, chú sẽ cho chuyển mộ về nghĩa trang tình để ba cháu ở cùng với anh em mộ ba cháu ư cường nhộm người khỏi ghế không những còn mà bà con bắc hà còn cho xây lại thiệt lớn bà con muốn ba cháu khỏi phải đi đâu về đâu hết chính vì thế chú cứ lưỡng lự chưa quyết cường xúc động anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn mông lung ra ngoài đường phố bàn trưa giờ tan tầm buổi sáng ở một góc ngã tư thị xã người ta xúm lại rất đông vây quanh một chiếc xe đầy bưởi Lê Cường đã phải sống một năm dài vô tích sự, bất chấp nguyện vọng của anh. Chiếc ghế của một cán bộ ban kế hoạch tỉnh giữ anh ngồi dịt đó, một chiếc ghế mơ ước của không ít người. Suốt một năm qua, chẳng có gì thay đổi cả, Cường như đứng yên. Có anh cũng như không, cuộc sống vẫn thế, như một cỗ máy chạy đều, mà anh là một hạt bụi bám. Thế mà, anh vẫn là một thương minh gương mẫu, vẫn là người được quyền ưu tiên số một. Anh cứ ngồi đấy mà hưởng quyền lợi của sự hy sinh, nhấm nháp quá khứ, sống một cuộc sống thanh nhàn, không động chạm đến ai và chẳng ai động chạm đến mình. Bao nhiêu người chưa tìm được việc làm kia có thể thay thế anh chẳng mấy khó khăn. Mà thật ra không có anh, không có cả những người thế anh đi nữa thì cái ban kế hoạch của tình vẫn hoạt động, vẫn tồn tại như vốn phải được tồn tại, tân phải tồn tại. Vẫn đằng sau chiếc bàn chất đầy sổ sách, chiếc ca táp căn phòng, chiếc điện thoại màu trì xám là một bộ mặt đầy đặn quan trọng của ông trưởng ban. Một con người không thích ai dạy bảo, nhưng lại lớn tiếng dạy bảo người khác. Một người như ông có thật ghét ai, thì việc nhỏ bé sẽ ra thật to. Con chuột ông bảo là con voi. Một con người có ít nhiều năng lực, cái năng lực vừa đủ để ông tự đề ca mình và bắt người dưới quyền phải thực hiện ý muốn của ông ta. Mặc cho ý muốn đó sai lầm như thế nào, một cái đầu chỉ tin vào các con số, các mẫu biểu, một cái đầu nóng hầm hập như quả cầu sắt nung nóng, nhúng nước, và cũng giá lạnh như quả bưởi thờ để ngay ngắn trên bàn thờ nghi ngút khói hương. Công việc hàng ngày vẫn diễn ra theo nhịp điệu của chiếc máy chữ, gõ tí tách bằng cán viết hay gõ trên những ngón tay thon, sơn đỏ của cô thư ký đánh máy còn trẻ, nhưng bộ mặt lúc nào cũng buồn giàu, rất chi là quý phái. Giấy mời họp, công văn, các bản kế hoạch được đè ra hào ạt trong những ngày đầu năm hoặc cuối năm. Máy điện thoại đổ chuông nhiều hơn bình thường, các cán bộ ra và báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo muốn dẫm cả lên nhau trước bàn làm việc của trưởng ban. Những mẫu đối thoại ngắn, gọn giữa thủ trưởng và cán bộ dưới quyền chỉ đề cập đến phần đầu hoặc là cái mẫu cuối của những vụ việc được phát ra dồn dập. 3 phần từ những ngày còn lại trong năm, cơ quan thực sự nhàn nhã, phần đông các bà các cô tới cho có mặt. Công việc chính của họ là đan len, đọc tiểu thuyết và nói chuyện con cái, giá cả, chợ búa, Chuyện ông chồng đánh ghen, những chàng sĩ si tình ngờ ngạch, các cán bộ lớn tuổi thì ngồi bàn luận tình hình thời sự, tình hình đề bạt thuyên truyền cán bộ, rồi họp, rồi bình bầu cá nhân tiên tiến, rồi phân phối nhu yếu phẩm. Những chuyện công tác được bàn đến chỉ xoay quanh vấn đề điều chỉnh chút ít kế hoạch, cùng cố nội bộ, xem xét gọi là bước đầu những báo cáo từ dưới cơ sở gửi lên. Qua thời gian làm quen với công việc của anh cán bộ tham mưu về kinh tế, làm quen với nền nếp làm việc của các cơ quan kế hoạch này, Cường thấy ngán ngầm thực sự, anh không muốn im lặng nữa. Người ta bắt đầu nhận ra anh, một người không hề dễ dạy bảo, không dễ hòa nhập với tác phong làm việc của họ. Nguy cơ anh bị cô lập không xa xôi gì nữa. Ông trưởng ban đã nói thẳng, đồng chí muốn chuyển công tác khác thì được thôi, tôi sẽ đề nghị sang tổ chức. Đừng nuôi ảo tưởng, nếu đồng chí có thể thay thế được, tôi sẽ đứng lên nhường lại cái ghế này. Bằng không, tôi không muốn có người dưới quyền mình lên lớp chỉ dạy. Cương cũng gay gắt đáp, "Tôi về đây không phải với mục đích tranh giành cái ghế trưởng ban của đồng chí đâu, tôi chỉ muốn được thực sự làm việc. Thời ai cấm anh? Tôi muốn chúng ta bắt đầu từ thực tế." "Thế thì chính anh là người thiếu thực tế, những tính toán và hành động theo kiểu người lính không áp dụng được ở đây. Làm người bất biến, điều kiện vạn biến không thể dập khuôn được." Cương đứng dậy, tựa vào chiếc bàn làm việc, anh giận run lên. Cuộc họp kiểm điểm công tác bỗng trở nên căng thẳng, đó là một sự kiện không ai muốn có trong cái cơ quan mà mọi vấn đề đưa ra phải được dẫn chứng bằng những con số mẫu biểu thật hoặc giả như thật tất cả sẽ được thông qua biểu quyết rất đỗi nhẹ nhàng mọi người hầu như ngả hết về phía trưởng ban để chỉ trích chất vấn cường rõ ràng anh chưa có đủ những số liệu những dẫn chứng để nói rằng cái cơ quan này hoạt động không tốt rằng nó có nhiều phần lầm lẫn anh ấn tay lên ngực nơi trái tim đang đập nặng nề cả người đừng tự lừa dối mình thực tế là các kế hoạch chỉ theo ý muốn chủ quan không cần các điều kiện hoàn thành. Lãnh đạo quen tính quan liêu khi họ ký duyệt các kế hoạch của ban trình lên, kèm theo những lời giải thích, thống kê ngụy tạo. Những kế hoạch hoàn thành cũng được, mà không hoàn thành cũng chẳng sao. Nếu cần thì điều chỉnh lại là xong. Tôi có thể có đủ bằng chứng, nhưng mà cái bằng chứng cụ thể nhất là tôi đã làm việc với cơ quan ta gần một năm trời. Là một đảng viên, là một cán bộ, tôi thấy mình phải nói ra, phải bàn bạc với các đồng chí để có sự thay đổi nào đó. Trưởng ban đứng dậy, dằn mạnh ly nước xuống bàn, anh cần thay đổi cái gì? Thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách làm việc để cơ quan có ích hơn. Thôi được, tôi với anh sẽ trao đổi cụ thể. Bây giờ cuộc họp như thế là xong. Cô út Huệ bên nông nghiệp đang chờ anh ở ngoài cổng đấy. Hạnh phúc trong tầm tay, còn đòi hỏi gì? Tất cả cứ tiếp tục như đã phân công. Tôi còn ở đây. Sẽ không có gì thay đổi hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 1 của tác phẩm tiểu thuyết Sống qua thời chấp vá của tác giả Đinh Đức. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.